Hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình trở lại với các bạn với một chương trình học tiếng Pháp tiếp tục theo. Cũng đã lâu rồi mình không có làm cái bài học tiếng Pháp vì cũng hơi bận. Hôm nay mình làm cái chương trình học tiếng Pháp số 35. Số 35 thì sẵn đây là hôm nay là 30 tây, 31 tây tháng 12, tức là cuối năm thì mình cũng gửi lời chúc uh, tất cả các bạn uh, chúc uh, thứ nhất là sức khỏe vì sức khỏe là quan trọng uh, những sự thành công uh, và những uh, uh, thật nhiều vui vẻ và hạnh phúc trong gia đình của các bạn uh, bên pháp này thì nó cũng có hai cái lễ rất là lớn uh, vào cuối năm tức là giáng sinh vào uh, 25 tây tháng 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 12 và sau đó 31 tây thì họ kêu bằng cái đó là phải uh, réveillon de Saint-Sylvestre. Réveillon de Saint-Sylvestre ngày 31 tây tháng 12 tức là buổi tối 31 tây tháng 12 thì uh, người Pháp người ta tụ họp lại hoặc là gia đình nhưng mà thường thường là với uh, bạn bè uh, để ăn buổi tối đó uh, để qua năm mới và sau khi bước qua thềm năm mới đó thì người ta sẽ gửi lời chúc uh, nhau một năm mới uh, thật là vui vẻ và những lời chúc uh, hạnh phúc uh, và sức khỏe cho nhau thì hôm nay mình làm cái bài này là những cái câu chúc năm mới uh, những câu chúc thì uh, nó kêu bằng uh, những cái vơ vơ là những cái uh, cái, cái, cái cái lời chúc uh, những cái lời uh, lời chúc của uh, cho năm mới hay chân sẽ giáng sinh thì uh, nó có um, lúc mà giáng sinh á, thì uh, bên giáng sinh á, thì bên pháp nó kêu bằng Noel là Noel này các bạn để ý nếu mà các bạn chúng viết trúng á, thì nó có hai cái chấm ở trên này ở trên chữ e thì nó nó mới trúng thì uh, Noel viết bằng tiếng pháp là như vậy thì người ta thường chúc nhau á, là Joyeux Joyeux Noel Joyeux Noel rồi người ta thường chúc nhau là bon ani bon ani bon là tốt, ani là là năm, tức là người ta chúc nhau một năm mới tốt đẹp, rồi dơ là cũng như vui vẻ, Noel vui vẻ thì uh, ít có ai nói ngược lại lắm, tức là uh, bon Noel hay là rồi dơ thì thường thường nó quen, nó quen thì nó chúc rồi Noel và chúc bon ani thì cái này các bạn cũng cũng nên biết, uh, thì những cái câu chúc á. À, mà thường xuyên mà gặp nhau mà đầu năm á, thì người ta thường nói cái câu này tức là bonani rồi người ta thêm bon sante. À, thì cái câu này các bạn bên Pháp này cái lúc mà nhất là nhất là đầu năm hay là mới qua thèm năm mới tức là 11 12 giờ mà mà qua qua một phút đó thì người ta lúc mà người ta ăn ăn đó thì thường thường mở champagne là thì người ta sẽ chúc nhau những cái lời lời chúc này bonani bon, bon sante. Và họ hôn nhau, tức là họ làm cái bise, tức là hôn trên, hai, trên cái má đó. Thì người Pháp ta hay làm như thế này. Uh, Bonannée bon là năm mới tốt đẹp và bon santé là sức khỏe cho tốt. Uh, thì người ta dùng cái uh, động từ souhaiter. Cái động từ souhaiter là là chúc. Uh, là, là chúc nhau. Souhaiter là chúc. Thì mình nói je te souhaite, tức là tôi chúc bạn, Je tôi souhaite hay là je vous souhaite thì cái này cũng có nhiều khi những cái người mới học tiếng pháp thì cũng hơi hơi có nhiều khi lầm thành ra để là je vous tại họ thấy cái chữ vu thì họ nói je vous souhaite je vous souhaite thì cái đó là sai tại vì cái chữ vu này nó phải nằm ở đằng sau tức là cái chữ souhaite này là tôi À, thành ra đâu phải vu không phải vu suet vu mới là suet nhưng mà tôi chúc uh, mấy bạn thì je vu suet thôi chứ không có được nói je vu suet cái đó là sai rồi nếu mà nói uh, đông đông người thì chúng tôi đó thì nu vu nuter nuter sueton tại vì các bạn nhớ là cái uh, cái uh, này nó nó ghép với lại chữ nu thành phải phải chia chia động từ thì phải để sueton và nu vu vẫn là sueton thì cái chữ tơ ha vu ha lơ hay gì đó thì nó không có thay đổi gì hết tại vì cái chữ mà làm chủ đó thì là cái chữ nu đó thì cái này là chia cái động từ cái vẹt bờ tức là cái động từ suê-tê là chúc nu tơ sueton nu uh, nu vu sueton thì cái câu của nó là nu Je te souhaite une très bonne année. Thí dụ vậy. Je te souhaite une très bonne année. Cái này những cái lời những cái những cái câu mình viết có trong phần mô tả trong trong phần description các bạn vô trọng mà mà chép lại nếu mà các bạn thấy không rõ nha. Ờ uh, je te souhaite une très bonne année. Rồi mình có thể mình nói là 2018, 2019, hay ngày gì đó. À, tức là tôi chúc bạn một năm mới rất là tốt, một năm mới 2018 rất là tốt. Mình cũng có thể nói Bonne et Heureuse Année. Bonne et Heureuse Année. À, à, hay là Bonne et Heureuse thêm vô chữ nouvelle, tức là năm mới cũng được. Thêm vô đây, Bon et heureuse nouvelle année 2018 cũng được. Nó Bon là tốt, heureuse là hạnh phúc, année là năm và nouvelle là mới. Bon et heureuse année cũng được. Tức là mình chúc một cái năm mới, một năm uh, sắp tới này là hạnh phúc và tốt đẹp nhất. Uh, sau đó bon, et, mình cũng mình, mình cũng có thể nói je te souhaite une très bonne année je te souhaite une bonne et heureuse uh, như là mình nói bonne et heureuse uh, année à, mình cũng có thể chúc uh, je te souhaite beaucoup là nhiều ha các bạn biết cái chữ này rồi beaucoup de, bon, de joie beaucoup de joie de bonheur banyak de, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. À, thật nhiều joie là vui vẻ và bonheur là hạnh phúc. Đó, chúc bạn thật nhiều vui vẻ và thật nhiều hạnh phúc của à, cũng có thể chúc nhau của 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 Nhiều tình thương của beaucoup d'amour. của 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 đang của 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 hay là có người tình 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 nhân đó thì beaucoup đã mua là thật nhiều tình thương à, cũng có thể nói là beaucoup de... à, xin lỗi beaucoup là chữ uh, chữ b e a u beaucoup de réussite thì cái chữ réussite đây á nó có nghĩa là thành công à, thành công uh, thật nhiều uh, những sự thành công À, những những cái sự thành công này người ta nói có thể về à, vấn đề học vấn, à, học hành à, lên lớp hay là thi cử và cũng có thể người ta nói về cái hiệu suất trong trong cái nghề nghiệp trong cái việc làm à, đó thì cái hiệu suất này là cũng như là những thành thử thành công trong đời sống. À, và à, người ta ít khi nói là Je te sweat beaucoup de santé", santé là sức khỏe, mình không có nói sức khỏe nhiều mà người ta nói là une bonne je te souhaite à, tức là cái cái này là je te souhaite ta ta, ta, ta o, chúc mày ha rồi sau này mình cũng có thể đợi une bonne année beaucoup de joie beaucoup d'amour beaucoup de réussite và une bonne santé vậy là đủ chứ ít có thường thường người ta không có nói beaucoup de santé ha thì các bạn nhớ cái này uh, uh, une bonne année beaucoup de joie, nhiều thật nhiều vui vẻ, beaucoup de bonheur thì trúng, nhiều hạnh phúc, beaucoup d'amour thì trúng, beaucoup de réussite thì trúng, nhưng mà tới tới cái chữ santé đó thì người ta thường thường đã nói je te souhaite une bonne santé như là bonne année vậy đó nha. Thì cái đó thì cái này ít người ta không có dùng boku uh, beaucoup de santé. Beaucoup de santé nó nghe nó không có nó hơi chướng lỗ tai. Thì cái đó là cái cái chữ je te souhaite tức là tao tôi ta chúc mày hay là nous vous souhaitons à, uh, in bon santé là sức khỏe dồi dào lúc mà người ta dùng cái chữ cái uh, cái verb échanger échanger là là, là là là, là, cũng như trao đổi trao đổi cái cái này là cái động từ nó nói là trao đổi thì cái này là échanger les vœux là cũng như là chúc mình chúc với nhau mình chúc nhau tức là tôi chúc bạn và bạn chúc lại tôi tức là mình trao đổi cái những cái lời chúc ha. cái này là nhưng mà mình không có dịch ra trao đổi lời chúc nhưng mà mình nói là mình chúc nhau. Isongri vœux lúc lúc mà bên lúc mà cái năm mới thì mình sẽ isongri vœux tức là mình sẽ chúc nhau. Uh, mình có thể ongri isongri vœux de, uh, de, de vive voix tức là lúc mà nó nói the vi vua này là nó có nghĩa là nó nói là mình 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 chúc nhau đó mà mà mình nói nói thẳng nói thẳng với cái người đó à, mình gặp người đó mình nói thẳng vì qua là như vậy bạc uh, telephone tức là mình uh, mình uh, mình chúc nhau uh, qua cái điện thoại uh, cái điện thoại bạc telephone uh, bên Pháp này nó có texto uh, texto là cái những cái cái bằng SMS uh, là những cái uh, Uh, lúc mà bấm uh, bấm khi uh, bấm gửi gửi tin uh, tin ngắn của trong cái điện thoại di động đó ha uh, thì khi mình kêu bằng SMS hay là texto. Thông thường bây giờ thì nó nói SMS nhiều hơn. bạc uh, uh, à bên Pháp này nó kêu bằng courriel. Courriel là nó C O U 2 chữ E L. Thì cái này nó thế cái chữ email. Email đó thì cái này email thì bên Pháp này cũng có dùng cái chữ email này nữa nhưng mà cái này là cái gốc của tiếng tiếng Mỹ, á, tiếng Anh. Thành ra bên Pháp này nó dịch ra à, tiếng Pháp nó là nó dùng là cô thì hai cái nghĩa này nó tương đương mà các bạn qua Pháp các bạn nói courriel thì người ta cũng hiểu mà các bạn nói email thì người ta cũng hiểu luôn. Thì e cũng có thể bằng courriel tức là bằng email và uh, sau cùng là e par gì Cái này thì nó hơi giống giống với cái chữ Tại vì cái chữ Kuriye này nó từ cái chữ Kuriye mà ra Kuriye là gửi thơ à, Thì cái này là bây giờ rất là ít 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 khi người nào người ta gửi thơ lắm Thành ra những trong bưu điện đó Hồi trước đó, mấy năm mấy mười mấy hai mươi năm về trước đó Thì người ta thường thường lại gửi cái cạc anh à, người ta gửi cái 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 cạc để, để chúc 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 năm mới chúc tết chúc giáng sinh nhưng mà bây giờ thì người ta thường thường là người ta uh, chúc thẳng ha chúc trực tiếp chúc uh, bằng uh, telephone chúc bằng gửi bằng sms gửi bằng email chứ người ta ít cứ gửi bằng cái courier courier là gửi bằng uh, bưu điện bưu điện là bây giờ nó ít cứ làm uh, làm như thế đó thì cái đó là những cái phong tục ở bên bên pháp thì họ ăn uh, ngày 20 24 tây tối 24 tây tháng 12 thì họ ăn cái réveillon de uh, Noel réveillon uh, réveillon, uh, réveillon kèm với dùng được ở trong gia đình và cái tối hà 31 tây trước khi qua thềm năm mới thì họ ăn cái kèm bị dung được Saint là cũng ăn hoặc cũng có thể ăn trong gia đình hay là hạ là một tây tháng 1 thì họ tụ lại họ ăn trong gia đình cũng có cũng có ăn nhưng mà cái này ăn thường thường ăn tối à, ăn tối cái này cũng ăn tối đó là những cái tục phong tục của bên bên pháp rồi hồi nãy mình nói về cái cái, cái đó <laughs> thì mình mình nói thí dụ như mình, mình e des tức là mình trao đổi tức là mình chúc nhau mình envoyer mình envoyer de vœux, envoyer vœux tức là hồi nãy mình mới vừa nói về cái SMS hay là cái email thì ông vojdeve uh, là gửi cái lời chúc gửi ông voj cái cái vẹt và tổng từ ông voj thành ra mình nói je je t'envoie uh, ta ta gửi cho mày uh, mes vœux par email par courriel hay email cũng được thì cái này thì mình nói là hai cái chữ này thì người ta hiểu hết uh. Uh, mình dùng cái chữ envoyer là ta gửi đi gửi đi cũng như ta uh, còn cái chữ échanger là mình trao đổi tức là mình chúc mình chúc lẫn nhau huh? thì hai cái uh, động từ này thì mình cũng gặp thường huh? uh, uh, je te souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année je te souhaite souhaite là à chúc ha huh, de passer The bon fête, The fin d'année thì thì lúc mà cuối năm thì người ta bắt đầu người ta chúc nhau những cái là uh, buổi tối đó đó buổi tối là làm một cái cái tiệc cũng như là một cái tiệc để kêu uh, uh, bằng uh, Uh, dẹp năm cũ và qua năm mới thì uh, cái bằng fête de fin d'année, fin d'année là cuối năm, uh, fête là một cái lễ cuối năm uh, thì mình cũng có thể chúc nhau uh, tức là mình nói về cái 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 lễ mà ngày uh, 31 tây tháng 12 uh, uh, d'année thì uh, hay là je te souhaite de passer de fête de Noël thì cái đó là nói về 25 tây tháng 12 tức là về Noel uh, còn uh, nói về uh, được de fin d'année thì 31 tây thì nói lại à, nói về cái phép đó kia bằng San Sylvestre tức là cái ngày đó là ngày Saint Sylvestre là cái ngày chót của một năm uh, je vous présente uh, đó cái này cái này là nó hơi văn chương một chút xíu uh, je vous présente hay là nó hơi uh, lúc mà mình uh, mình không có không có mình có một người nào mình kính nể nhiều đó hay là mình không có uh, quen nhiều đó thì mình mình nói je vous présente tức là tôi cũng như là tôi gửi tới mà gửi tới một cách uh, trân trọng hơn một chút. xíu uh, mes meilleurs vœux meilleurs vœux pour la nouvelle année ok, je vous présente tức là tôi gửi tới tôi dâng lên tôi trình bày cũng như nó hơi trân trọng hơn một chút chứ không phải là mình nói je te souhaite ha. je, je t'envoie, mes meilleurs vœux mes meilleurs vœux là những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi ha. cho một năm mới thật là uh, cho một năm mới cho năm mới ha. pour la nouvelle année tức là tôi xin gửi tới ông bà hay là khi này nó hơi trân trọng hơn chút xíu tôi gửi tới ông bà mê meilleur vơ tức là cái này là chúc meilleur là 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 tốt nhất là đẹp nhất là hạng nhất ha me meilleur vơ những cái lời chúc uh, tốt đẹp nhất của tôi uh, của tôi tại vì cái này là mê uh, pour la nouvelle à cho một cái năm mới tới ha rồi ở đó thì uh, còn uh, bây giờ mình uh, mình ngừng xong cái video này uh, nói về những cái lời chúc uh, chúc năm mới hay là chúc giáng sinh uh, để các bạn uh, có thể dùng uh, trong để chúc bạn bè chúc uh, bà con uh, trong cái uh, ngày uh, đầu năm đầu năm sắp tới này thì bữa nay là 31tây tháng 12 thì mình cũng uh, một lần nữa chúc các bạn thật thật nhiều sức khỏe thật nhiều vui vẻ và hạnh phúc cho các bạn đến cho các bạn và toàn thể gia đình của các bạn rất cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình uh, của trong kênh của mình cuộc sống bên pháp uh, sẵn đây mình có một cái lời muốn hỏi các bạn uh, mong là các bạn cũng dành một chút thời giờ để trả lời uh, trong cái chương trình học tiếng pháp uh, của mình làm uh, thì uh, mình uh, mình sẽ ráng mình làm mình đã muốn từ lâu nhưng mà sau mà không không có làm được mỗi lần là nó tại vì cái chương trình nó mình muốn giải thích cho những cái người mới vào và cũng không có biết nhiều tiếng pháp hay là họ có nhiều khi họ không có rành nhiều thành ra mình cứ nói đi nói lại thì có nhiều người cho là mình nói hơi nhiều và giải thích nó dài dòng mà mình cũng thấy có nhiều khi một cái video thì nó cũng gần gần một tiếng hay là cũng có một một hai video thì nó cũng hơn một tiếng để nói về một, về một về vấn đề nhưng mà nói thật là tiếng pháp nó cũng rất là có nhiều khi nó có một một cái từ không cũng như là cái từ mà cái chữ C mà hôm bữa mình giải nghĩa thành giải nghĩa đó thì nó cũng rất là nhiều cái nghĩa khác nhau thành ra bây giờ mình cũng ráng mình làm những cái chương trình nhỏ nhỏ thứ nhất là cũng đáp ứng những cái lời bình luận với của những những bạn nói là bây giờ video của mình nó dài quá và thứ nhì là cũng giúp cho mình làm những cái video những cái chương trình nó nhỏ nhỏ thành ra nó ít có ngán hơn tại vì làm một cái chương trình nếu mà các bạn xem một cái video của mình mà nó dài gần một tiếng thì mình phải sửa soạn và mình phải làm rồi mình phải làm cái video mình phải làm rồi mình phải đăng lên YouTube tức là mình mất ra ít nhất là 3 hay 4 Uh, hoặc là 5 tiếng uh, để cho các bạn có một chương trình một tiếng thì cái đó cũng rất là uh, lâu cho mình uh. thành ra bây giờ mình cũng có thể ráng làm khi những video ngắn lại và nói ít lại uh. nhưng mà thì nói ít lại thì nó cái nó sẽ có nhiều khi nó không có rõ hơn thì sẵn đây uh, mình uh, sẽ làm những video nói về một cái đề tài nhỏ uh, từ 15 phút cho tới 20 phút uh, thì hỏi luôn tất cả các bạn nếu các bạn muốn là mình làm những cái video như cái dạng hồi trước hay là những cái video ngắn ngắn lại thì các bạn cho mình biết trong lời bình luận thì mình sẽ mình nghĩ là mình sẽ làm ngắn ngắn lại một chút xíu để cho nó coi ít có ngán và là ít có với lại muốn tìm kiếm một cái đề tài gì đó thì cũng dễ hơn Ok, thôi bây giờ mình gần cái video, bây giờ là cũng 20 phút rồi, à, thì bây giờ chúc các bạn lần nữa thật nhiều vui vẻ và sức khỏe. Xin hẹn các bạn video kỳ tới. Xin chào tất cả các bạn.